Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009, BMW S1000RR là một trong những chiếc superbike hàng đầu thế giới, với nhiều công nghệ đỉnh cao được thừa hưởng từ ngành công nghiệp xe hơi, cùng với vẻ đẹp mang tính cơ khí của người Đức. Và tại triển lãm ECMA 2018, BMW đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 3 của S1000RR với những nâng cấp toàn diện, nhằm cạnh tranh với đối thủ Ducati Panigale V4. Nhanh hơn, nhẹ hơn và dễ điều khiển hơn là ba yếu tố mà BMW tập trung khi phát triển S1000RR mới. Trái tim của xe là khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 999cc được làm mát bằng nước. Động cơ trên sản sinh công suất cực đại 207 mã lực tại 13.500 vòng 1 phút, cao hơn 8 mã lực so với trước, trong khi moment xoắn cực đại được giữ nguyên ở mức 113 Nm tại 10.500 vòng 1 phút. Động cơ trên S1000RR 2019 được BMW cải tiến chủ yếu về hệ thống van nạp. Không chỉ thay đổi về hình dáng, động cơ còn được trang bị công nghệ BMW ShiftCam, có khả năng điều chỉnh thời gian và độ mở của các van nạp. BMW ShiftCam bao gồm một trục cam nạp với hai cấu cam khác nhau cho từng xi lanh và một cơ cấu con lăn xoay để dịch chuyển cả trục cam sang trái hoặc phải. Tùy theo mức tải trọng mà cơ cấu con lăn của trục cam sẽ điều chỉnh để chọn một trong hai cấu cam phù hợp. Ở chế độ tải thấp, vòng tua nhỏ, cấu cam nhỏ sẽ được sử dụng. Khi đó van nạp có độ mở ít, không khí đưa vào buồng đốt vừa đủ để giúp tiết kiệm xăng và động cơ nổ êm hơn. Ở chế độ tải nặng, vòng tua cao, con lăn sẽ dịch chuyển sang sử dụng cấu cam lớn. Từ đó van nạp mở nhiều hơn, không khí đưa vào buồng đốt nhiều hơn để động cơ đạt được hiệu năng cao hơn. Thời gian để chuyển đổi giữa hai mức van chỉ mất 10 giây. Với BMW ShiftCam, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 4% so với trước, đồng thời gia tăng lực kéo và moment xoắn trong giải tua máy thấp và trung bình. Nhiều bộ phận cũng được BMW tinh chỉnh, như hệ thống van rỗng được làm bằng titan, góp phần giúp khối động cơ trên nhẹ hơn 4kg so với thế hệ cũ. Đi kèm với động cơ trên là hộp số 6 cấp với ly hợp ướt, được tích hợp tính năng Shift Assistant Pro, cho phép sang số nhanh mà không cần bóp côn. S1000RR 2019 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,1 giây và hoàn thành một vòng đua S-Touring nhanh hơn 1 giây so với người tiền nhiệm. BMW trang bị mặc định cho S1000RR mới 4 chế độ lái khác nhau. Đầu tiên là chế độ Ren với phản ứng ga nhẹ nhàng, moment xoắn được cắt giảm ở những cấp số thấp. Hai chế độ Raw và Dynamic với phản ứng ga được tối ưu, moment xoắn cũng được giảm ở những cấp số thấp. Cuối cùng là chế độ Race, cho phép moment xoắn được mở tối đa ở mọi cấp số. Khách hàng có thể lựa chọn thêm gói Pro Mode, cung cấp 3 chế độ vận hành dành cho việc chạy track là Race Pro 1, 2 và 3. Chúng cho phép người lái can thiệp sâu hơn vào các tính năng như kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu và phanh bằng động cơ. Pro Mode cũng tích hợp thêm tính năng hỗ trợ xuất phát Launch Control và giới hạn tốc độ khi vào pit như những mẫu xe đua chuyên nghiệp. Một số tính năng khác cũng xuất hiện trên S1000RR mới, bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động Cruise Control, phanh ABS Pro. S1000RR 2019 gây ra nhiều tranh cãi khi BMW đã loại bỏ cặp đèn sole đặc trưng của dòng xe này và chuyển sang kiểu thiết kế đối xứng. Tuy nhiên BMW có lý do để thực hiện sự thay đổi này. Cặp đèn phía trước sử dụng thấu kính projector kết hợp với dải đèn LED, giúp phần đầu xe của S1000RR 2019 trở nên lạnh lùng và hiện đại hơn. Đèn báo rẽ giờ đây đã được tích hợp vào vỏ gương chiếu hậu, thay vì được đặt rời ở hông xe như trước. Khe hút gió hình chữ T trên S1000RR mới được sơn màu đen bóng và nhỏ gọn hơn so với thế hệ cũ. Bộ quay và bình xăng của S1000RR mới cũng được thiết kế lại, giúp cải thiện vị trí ngồi và điểm tựa chân của người lái. Chiều cao ghế ngồi của S1000RR mới cũng được nâng lên thêm gần 1cm so với mẫu cũ, khi đạt 824mm. BMW đã loại bỏ cụm đèn ở phía dưới đuôi xe. Thay vào đó, hãng tích hợp cả đèn phanh vào cặp đèn báo rẽ, được đặt ở phần gắn biển số. Một nâng cấp đáng chú ý trên S1000RR 2019 là xe được trang bị một màn hình điện tử rộng 6,5 inch, giúp cung cấp nhiều thông tin hơn cho người lái và có khả năng hiển thị tốt với mọi điều kiện ánh sáng. S1000RR 2019 sử dụng hệ thống khung flat frame mới, với động cơ được gắn chặt vào khung và chia sẻ vai trò chịu lực cùng với phần khung chính. Ở phía sau là một khung phụ dạng ống được làm bằng nhôm, kết hợp với bộ gấp đôi được đúc thành một khối duy nhất.
Hệ thống treo phía trước của S1000RR mới vẫn là loại upside down với hành trình phục 120mm. Ở phía sau vẫn là phục lò xo ngay chính giữa, cho phép người lái điều chỉnh mức độ nén compress và độ giãn rebound thủ công như những mẫu xe đua. Phần ti phục được áp dụng nhiều phương pháp giảm ma sát như mạ anodized và được phủ một lớp Teflon. BMW cung cấp thêm tùy chọn hệ thống giảm chấn điện tử DDC có khả năng điều chỉnh liên tục mỗi 10ms nhằm cân bằng giữa đặc tính êm ái và thể thao. S1000RR 2019 được trang bị cặp mâm đúc 17 inch, nhẹ hơn 1,6 kg so với mẫu cũ. Nếu muốn, khách hàng có thể lựa chọn mâm dập thể thao hoặc mâm được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ của gói M Package. Đi kèm với đó là đĩa phanh đôi có đường kính 320mm ở phía trước và cũng nhẹ hơn 0,5 kg, trong khi phía sau sử dụng đĩa phanh đơn 220mm. Việc giảm trọng lượng của bánh xe góp phần cải thiện khả năng tăng tốc, phản hồi của phanh và khả năng lái của xe. Hệ thống ống xả mới trên S1000RR 2019 cũng góp phần cải thiện công suất của động cơ và mang lại âm thanh uy lực. Được làm bằng thép không rỉ và độ dày giảm xuống chỉ còn 0,8mm, bộ ống xả trên nhẹ hơn 1,3 kg so với trước. Trọng lượng ước của S1000RR 2019 là 197 kg, nhẹ hơn 7 kg so với thế hệ cũ và cũng nhẹ hơn 1 kg so với Ducati V4 tiêu chuẩn. Đặc biệt khi được trang bị gói M Package, trọng lượng của xe giảm xuống chỉ còn 193,5 kg. S1000RR 2019 hiện đang được bán tại Mỹ với mức giá khởi điểm từ $18,395, tương đương 431 triệu đồng. Mức giá trên cao hơn Honda CBR 1000RR gần $2,000, nhưng rẻ hơn Ducati V4 hơn $3,000. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết BMW S1000RR 2019. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.